Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh đã biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nghe những lời ấy, các môn đệ sửng sốt. Và có lẽ mỗi chúng ta, nếu lắng nghe lời của Chúa và để lời của Chúa tác động nơi tâm hồn của mình, chúng ta cũng không khỏi suy nghĩ, không khỏi sửng sốt. Con lạc đà làm sao có thể chui qua được lỗ kim? Ấy vậy mà còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Vậy chẳng lẽ tất cả mọi người giàu có đều không thể vào vương quốc của Thiên Chúa hay sao? Có người giải thích rằng Chúa nói đến hình ảnh con lạc đà chui qua lỗ kim là Ngài nói đến một cánh cửa nhỏ ở Jerusalem gọi là cổng kim. Hình ảnh của cổng kim được xây như một cái tổ tò vò. Bởi lẽ khi hoàng hôn về, cửa thành Jerusalem khép lại và những con lạc đà chất đầy hàng hóa không thể nào tiến vào nội thành. Người ta phải bỏ tất cả mọi hàng hóa trên lưng lạc đà, và con lạc đà muốn vào thành được phải luồn xuống, chui vào cửa kim mới có thể vào được. Lối giải thích này có thể phần nào làm cho ta hiểu được, vậy thì lạc đà có thể chui qua cửa kim. Thế nhưng các nhà chú giải Kinh Thánh cho thấy lối giải thích này thực ra mới tồn tại khoảng 200 năm. Tất cả những kiến trúc của đất thánh thời Chúa Giêsu nay nói bằng ngôn ngữ của chính Đức Giêsu, không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào.
ngoại trừ một bức thành gần Jerusalem được gọi là bức tường than khóc. Những kiến trúc ngày hôm nay chúng ta thấy là những kiến trúc hậu thời theo kiểu Maroc hoặc những kiến trúc kiểu Gothic, không phải những kiến trúc thời của Chúa Giêsu. Và nếu người ta có tìm ra một cái cổng nào gọi là cổng kim ở thành Jerusalem thì cái cổng ấy nếu có cũng mới chỉ xây sau này. Như vậy Đức Giêsu không dùng một hình ảnh rất thực tế tại thành thánh Jerusalem để diễn tả. Ngài không nói con lạc đà chui qua cửa kim, mà Ngài nói lạc đà chui qua lỗ kim. Đây là một kiểu nói phúng dụ, một kiểu nói nhấn mạnh. Và nội dung ta có thể hiểu một cách giản đơn. Đức Giêsu nói với người Do Thái và cũng là nói với chúng ta ngày hôm nay: những ai quá bám víu lấy tiền của, những ai thượng tôn tiền của, những ai đội tiền của lên đầu thì mất nước Thiên Chúa. Bởi vì của cải ở đâu thì linh hồn của họ ở đó. Chúa không phê phán những người giàu, nhưng Chúa phê phán lối sống của những kẻ thượng tôn tiền bạc, của những kẻ không phân định được điều gì vĩnh cửu, điều gì chóng qua. Thật vậy, có những thứ ta thấy đó rồi mất đó. Có những thứ tưởng chừng như có thể bảo đảm cho hạnh phúc cuộc đời của chúng ta, nhưng cũng chỉ như bóng câu qua cửa sổ, như vó ngựa thoắt cái đã không thấy nữa. Những ngày này có lẽ không ít người cảm thấy ngậm ngùi, thương tiếc cho sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung. Có thể người ta thương tiếc vì tuổi đời của cô đang tràn sức sống. Có thể người ta thương tiếc vì một giọng hát mang nặng tính quê hương. Nhưng sâu xa, có thể sự thương tiếc ấy bởi vì ngầm thán phục một tâm hồn như cô. Cô đã cưu mang những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ mồ côi cô nhận lấy và chăm sóc chúng. Nói như ngôn ngữ của tin mừng hôm nay, cô là kẻ khôn ngoan. Và chúng ta nghe bài đọc thứ nhất trích trong sách Khôn Ngoan: nếu ta lấy vàng bạc của cả thế gian này mà so với đức khôn ngoan thì vàng cũng chỉ là cát bụi. Như vậy, khôn ngoan không có nghĩa là thượng tôn lề luật, mà là kẻ biết kính sợ Thiên Chúa, mà là kẻ biết đánh đổi hay dùng những của cải mình đang có để mua lấy tình bạn, để mua lấy nước trời. Người thanh niên giàu có trong tin mừng chúng ta nghe Thánh Marco thuật lại: anh khởi đầu cuộc tìm kiếm của mình như một kẻ khôn ngoan khi chạy đến quỳ dưới chân Chúa và thưa Ngài: lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Anh đã khởi đầu một cuộc tìm kiếm đầy khôn ngoan, nhưng anh không can đảm để đánh đổi cuộc đời anh, hay không can đảm để sẻ chia những gì anh đang có. Khi Chúa mời gọi anh, hãy bán tất cả những gì mình có, chia cho người nghèo và hãy đến theo Chúa. Anh bỏ đi với nét mặt buồn sầu bởi vì anh giàu có. Sự giàu có ấy có thể không bất chính. Sự giàu có ấy có thể cha mẹ để lại của nả cho anh. Sự giàu có ấy có thể do chính đôi bàn tay anh làm việc. Thế nhưng của cải không chỉ là vật chất. Thứ của cải quý báu anh tưởng chừng có thể bảo vệ và đem lại hạnh phúc đích thật cho anh, đó chính là một niềm tự hào đạo hạnh. Chúa hỏi: anh có biết các giới răn không? Anh thưa với Chúa: các giới răn anh tuân giữ từ thuở bé.
Có ai trong chúng ta dám vỗ ngực xưng tên mình tuân giữ các giới răn của Chúa từ thuở bé không? Người thanh niên quả thật là đạo hạnh, nhưng anh tưởng rằng với sự cố gắng và nỗ lực ấy, với sự đạo hạnh ấy, anh có thể chiếm được nước trời. Không. Thánh Phaolô đã nói, không ai nhờ tuân giữ lề luật mà có thể được cứu độ. Bởi lẽ nếu người ta tuân giữ lề luật mà được hưởng ơn cứu độ thì cái chết của Đức Kitô trở nên vô ích. Người ta nên công chính nhờ tin. Anh đã không đủ niềm tin đặt nơi Đức Giêsu, cho nên đánh mất cơ hội trở thành môn đệ của Người và đánh mất cơ hội để tiếp tục một cuộc tìm kiếm vương quốc của Thiên Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta đừng bao giờ quá bám víu vào những thực tại trần gian nay còn mai mất. Đừng thường tôn vật chất như ông chủ đời mình. Và nếu Chúa ban cho chúng ta có điều kiện tốt hơn anh chị em, thì đó là một lời mời gọi để ta sẻ chia cho anh chị em mình. Chúng ta đang sống trong mùa dịch, nhất là trong những ngày giãn cách xã hội. Biết bao những tấm lòng quảng đại có khi là vô danh, từ những vùng xa xăm gửi về Sài Thành con cá mớ rau. Tình liên đới, sự yêu thương không lời nhưng có thể thấm và thấm rất sâu nơi tâm hồn của chúng ta. Những gia đình giàu có khi một mớ rau không mua được. Tình thương có sức lan tỏa. Xin cho lời Chúa soi dẫn để chúng ta thực sự trở thành người khôn ngoan, biết lan tỏa tình yêu thương. Và như thế chúng ta sẽ có được nước trời làm gia nghiệp. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực sống đức tin của chúng ta. Cho dầu hành trình đức tin của chúng ta còn đầy gian nan và thử thách, nhưng khi chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng, ký thác đường đời chúng ta cho Chúa và chúng ta lan tỏa yêu thương trong đời sống của mình, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc, không phải đời này mà còn đời sống mai sau.